Ngọc Tâm, mến chào quý khán thính giả của kênh tin tức HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine sớm kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề. Thế gì qua kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022? Kính thưa quý vị, tới trưa thứ hai trước ngày bầu cử, tức là ngày 7 tháng 11, nhiều cuộc thăm dò dư luận vẫn cho rằng đảng Cộng Hòa sẽ thắng lớn vì sự bất mãn về kinh tế sẽ thúc đẩy cho cử tri bầu cho đảng Cộng Hòa. Kinh tế là mối quan tâm hàng đầu trong cuộc bầu cử này, và đảng Cộng Hòa đang dẫn trước đảng Dân Chủ tới cả chục điểm. Đa số cử tri cho rằng tài chính của họ bị thiếu hụt, tồi tệ gấp đôi kể từ ngày Biden nhậm chức Tổng thống khi người dân phải đối diện với tính mạng bị đe dọa trên đường phố, quỹ tiền hưu bị giảm, giá sinh hoạt tăng mạnh mỗi ngày, thì họ bất mãn với chính quyền. ABC News cho biết, người dân quá bất mãn trước tình trạng lạm phát ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Cụ thể là giá xăng tại Los Angeles đã lên hơn 7 USD trên một gallon. Và chiều thứ hai, nhà khoa học chính trị Sabato dự đoán đảng Cộng Hòa sẽ thắng thêm một ghế tại Thượng viện. Tỷ lệ sẽ là 51 cho đảng Cộng Hòa và 49 cho Dân Chủ. Tại Hạ viện, Cộng Hòa sẽ có 237 ghế, Dân Chủ có 198 ghế, Thống đốc Cộng Hòa sẽ có 29 tiểu bang và Dân Chủ sẽ có 21 tiểu bang. Thống đốc Dân Chủ Newsom của tiểu bang California cũng phải nhìn nhận làn sóng bầu cử cho đảng Cộng Hòa có thể xảy ra vì cuộc bầu cử này liên quan tới những vấn đề cơ bản thực tế mà cử tri đang bất mãn với đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, vào khoảng 11 giờ đêm ngày bầu cử, nhiều người đã nhận thấy lan sóng đỏ sẽ không xảy ra như dự đoán. Tỷ lệ cử tri đảng Cộng Hòa đi bỏ phiếu rất thấp. Trong khi đó, cử tri đảng Dân Chủ đã đổ xô đi bầu. Và 95% cử tri đảng Dân Chủ vẫn luôn bỏ phiếu cho đảng của họ, bất cứ trong tình huống nào. Thêm vào đó, Đa số cử tri phụ nữ đã bỏ phiếu cho đảng dân chủ vì muốn bảo vệ quyền tự do phá thai. Kết quả bỏ phiếu sớm có hơn 42 triệu cử tri đã đi bầu. Như dự đoán đưa ra, có thể tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ đạt được mức cao như cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Cử tri đã hội họp theo dõi kết quả bầu cử trong đêm ngày 8 tháng 11 năm 2022. Đây là cuộc bầu cử quan trọng cử tri sẽ bầu Thượng viện 35 ghế, Hạ viện 435 ghế và 36 chức vụ thống đốc. Kết quả tạm thời vào trưa này theo CNN. Cộng hòa thắng 49 ghế tại Thượng viện và Dân chủ có 48 ghế. Tại Hạ viện, Cộng hòa có 203 ghế và Dân chủ có 187 ghế. Đảng Cộng hòa có cơ hội thắng tại Hạ viện và Thượng viện. Có thể vẫn ở tỷ lệ 50-50 vấn đề phá thai cũng được đem ra trưng cầu dân ý tại năm tiểu bang california kentucky michigan montana và vermont mặc dù phụ nữ được tự do phá thai tại những tiểu bang này nhưng phong trào ủng hộ phá thai muốn quyền phá thai được hiến pháp của tiểu bang đảm bảo theo họ chính quyền tiểu bang không thể thay đổi hoặc là hạn chế quyền tự do phá thai của phụ nữ cuộc chạy đua vào thượng viện Kết quả bầu cử đã không xảy ra đúng như ước vọng của đa số dân chúng. Con đường dẫn đến thắng lợi của Đảng Cộng hòa đã bị thu hẹp. Gần nửa đêm, kết quả bầu cử thượng viện Đảng Cộng hòa có 42 ghế và Đảng Dân chủ có 41 ghế. Tất cả mọi người đều theo dõi diễn tiến tại những tiểu bang có tính cách quyết định của kết quả bầu cử: là Pennsylvania, Georgia, Ohio, Arizona, North Carolina, Nevada và New Hampshire. Tới 1 giờ sáng, Fox News loan tin ứng cử viên Cộng hòa Trini Vance thắng tại Ohio. Ứng cử viên Cộng hòa Ted Budd thắng tại North Carolina. Và 2 giờ sáng, AP xác nhận Phó Thống đốc John Fetterman thắng tại Pennsylvania. Thượng nghị sĩ Ron Johnson của tiểu bang Wisconsin đã có một cuộc tranh cử khó khăn. Theo dõi kết quả nhiều khi cử tri phải nín thở vì tưởng rằng thượng nghị sĩ Johnson đã bị thất cử. Mãi tới 2 giờ 30 phút sáng, mới được Fox News xác nhận thượng nghị sĩ Johnson tái đắc cử. Tại Nevada, ứng cử viên Cộng hòa Adam Lassot đang có 49,9%. Chắc chắn sẽ đánh bại thượng nghị sĩ đương nhiệm Catherine Masto. Đến Cộng hòa, cưng thánh thượng viện của tiểu bang Georgia thì mới nắm được đa số. Giới quan sát chính trị từ nhiều tuần này đã nhận định cuộc tranh cử thượng nghị sĩ của tiểu bang Georgia sẽ rất sát nút, khó phần thắng bại. Ứng cử viên thượng nghị sĩ Herschel Walker đã có một cuộc tranh cử nhiều thử thách, sóng gió và tài chính thì thua xa đối thủ. Quý tranh cử của Walker có 37,5 triệu USD và hiện còn 5,5 triệu. Trong khi đó, thượng nghị sĩ đương nhiệm Warnock có điều kiện gây quỹ dễ dàng. Ông ta đã thu được gần 100 triệu Mỹ Kim và hiện còn trên 10 triệu. Vào lúc quá nửa đêm, hai ứng cử viên Warnock và Walker sát nút với nhau ở mức 49%. Tới sáng nay, thượng nghị sĩ Warnock dẫn đầu với 49,4%. Và 9 tháng 11, theo giờ Mỹ, CNN dự đoán hai ứng cử viên thượng nghị sĩ Georgia có thể phải tranh cử vòng 2, runoff vào ngày 6 tháng 12 năm 2022. Vì không có ứng cử viên nào, nhận được hơn 50% phiếu bầu. Tối thứ ba, đảng Dân Chủ đã có thêm hai thống đốc. Nhiều cuộc thăm dò cử tri đã cho rằng, ứng cử viên thống đốc đảng Cộng Hòa sẽ có cơ hội thắng tại một số tiểu bang dân chủ như New York, Oregon và Michigan. Thực tế, lan sóng đỏ đã không xảy ra. Cử tri của đảng Dân Chủ đã kéo nhau đi bỏ phiếu bảo vệ đảng của họ, thống đốc đương nhiệm Katie Hodge của tiểu bang New York và thống đốc của Michigan đã tái đắc cử. Cuộc chạy đua thống đốc tại Oregon tới trưa ngày 9 tháng 11 chưa có kết quả. Ứng cử viên Cộng hòa Christine Drazan có 44,7%, thua ứng cử viên Dân chủ Tina Kotek 1%. Nếu thắng cử, Christine Drazan sẽ là thống đốc của đảng Cộng hòa của một tiểu bang hoàn toàn thuộc về đảng Dân Chủ trong gần 40 năm qua. Sarah Huckabee Sanders là người phụ nữ đầu tiên đắc cử thống đốc Arkansas. Trước đây, Sarah là cựu tham vụ báo chí dưới thời cựu tổng thống Trump. Thân phụ của bà Sarah từng là thống đốc tiểu bang Arkansas từ năm 1996 tới năm 2007. Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát quốc hội dân biểu Alexandria ocasio cortez hay gọi tắt là AOC, của phe cấp tiến cực đoàn và nhóm SWAT của cô ta đã mau chóng giành được chiến thắng. Thêm vào đó, nhóm SWAT còn được thêm 4 thành viên mới đắc cử vào tối hôm ngày 9 tháng 11, tăng tổng số nhóm này lên tới 10 thành viên. AOC là một trong bốn dân biểu trụ cột của nhóm cấp tiến cực đoàn có tiếng nói rất mạnh trong đảng Dân Chủ tại Hạ Viện. Nhóm SWAT luôn luôn lấy chiêu bài chống kỳ thị chủng tộc, áp lực Biden và Nancy Pelosi, thực hiện nhiều chính sách phi lý như là xóa bỏ ngành cảnh sát, không truy tố tội phạm, tăng nhiều trợ cấp không cần thiết. Nhóm Dân Chủ cấp tiến cực đoan này chủ trương đưa Hoa Kỳ theo xã hội chủ nghĩa. Cuộc sống của người dân phải tùy thuộc vào hoàn toàn vào chính quyền. Đảng Cộng Hòa đã thắng lớn tại Florida. Thống đốc DeSantis và Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã tái đắc cử và nhiều ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã được đắc cử vào hội đồng giáo dục của những khu vực chính địa phương này. Florida đã thắng thêm hai ghế dân biểu cho Đảng Cộng Hòa. Tiểu bang Virginia thắng được một ghế dân biểu cho Cộng Hòa. Ứng cử viên dân biểu Cộng Hòa Cao Hùng, cựu đại tá Hải quân Hoa Kỳ đã không may mắn đắc cử dân biểu đại diện khu vực số 10 của tiểu bang Virginia. Nhưng tên tuổi và lý lịch quân ngũ của ông đã được cử tri Virginia ghi nhận. Vấn đề tài chánh rất quan trọng cho cuộc tranh cử. Rất tiếc, ứng cử viên Cao Hùng đã không đủ tiền quảng cáo nên đã không giành được thắng lợi. Mong rằng khi đại tá Cao Hùng ra tranh cử vào năm 2024, cộng đồng người Việt sẽ tích cực đóng góp tài chính nhiều hơn nữa. Chiến thắng của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ gây nhiều áp lực cho Biden và Đảng Dân chủ. Biden sẽ phải lo lắng về việc bị Đảng Cộng hòa điều tra về những chuyện phạm pháp của Hunter và vấn đề tham nhũng của chính Biden và gia đình của ông ta. Đảng Cộng hòa sẽ có thể điều tra Bộ trưởng Bộ Nội an Alejandro Mayorkas về những việc làm tắc trách không siết chặt biên giới để cho hơn 5,5 triệu di dân bất hợp pháp vượt biên vào Hoa Kỳ, đem theo băng đảng, tội phạm và ma túy. Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland sẽ bị điều tra vì đã che đậy vụ tham nhũng của cha con nhà Biden và đã chỉ thị cho FBI theo dõi phụ huynh học sinh, những người có tiếng nói đối lập về chương trình giáo dục trẻ em theo chiều hướng cực tạ cập tiến, xóa bỏ những giá trị truyền thống của gia đình và xã hội Kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 này cho thấy nhiều cử tri Cộng hòa vẫn còn thờ ơ trước hiện trạng tệ hại của đất nước. Thật là không may cho đất nước này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Một lần nữa, đội ngũ HD News mời gọi quý vị khán thính giả bấm vào đường link trong phần mô tả hoặc ở phần bình luận để cập nhật lại kênh htd mới chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin kế tiếp